Tại Trung Quốc, nhiều người thích thú khi chứng kiến cảnh cầu vồng xuất hiện khi một chiếc xe bồn phun sương để khử bụi trên đường phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô vào ngày 25 tháng 10. Trong video, một cầu vồng nhỏ di chuyển theo sau chiếc xe đang phun sương trên đường. Trước đó, hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trên một con đường ở Thành Đô, Trung Quốc vào ngày 28 tháng 5, 2022. Video cho thấy cầu vồng rực rỡ dần xuất hiện khi chiếc xe bồn phun sương lên cao. Được biết, việc phun sương trên có thể loại bỏ bụi bẩn, giúp không khí trong lành hơn. Lúc này, tán sắc của các ánh sáng từ mặt trời khi khúc xạ và phản xạ qua các giọt sương đã tạo ra hiện tượng cầu vồng.